À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác ba cái dòng lọc nguồn. Đấy, một là dòng Furutech ETP60, hai đó chính là dòng tem pin PA800, và ba đó chính là dòng Audio Wireless TP2000. Thì những cái dòng sản phẩm lọc nguồn như này nó là một trong những cái phụ kiện thiết yếu không thể thiếu trong một cái dàn âm thanh được. Đấy, thì bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn cho cái hệ thống âm thanh nhà mình làm sao mà nó phù hợp với này tiêu chí của dàn âm thanh nhá. Rồi, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về thực ra thì đây nó cũng chính là một bộ ổ nguồn Furutech. Đấy, cái bài này nó chỉ là một bộ ổ nguồn của Furutech nha, và cái hãng này thì nó lại cực kỳ là nổi tiếng rồi. Riêng cái dòng Furutech này, nếu mà những về những cái vòng dây nguồn ổ nguồn của cái hãng Furutech, nó cực kỳ nổi tiếng và cái chất lượng âm thanh của nó đảm bảo tuyệt đối cho tất cả các bác. Thì đây chính là một bộ ổ nguồn và kèm một sợi dây nguồn Furutech 3TS762. Thì cái bộ này là của bác khách, bác nhang nhờ bên em nâng cấp lại. Thì hôm bữa là bên em cũng có giới thiệu cho tất cả các bác rồi, thì hôm nay em quay lại sản phẩm này để cho tất cả các bác biết đến một cái dòng sản phẩm như này nhá. Thì cái bộ này thì có bác khách bác nhờ bên em nâng cấp lên. Đấy, thì bác có nhờ bên em bán lại cho bác cái một bộ nguồn. Đấy, hai bộ nha các bác. Đấy, ETP60. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, dây ổ này thì nó cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, tất cả đều sử dụng công nghệ của Furutech nha. Đấy, các bác nhìn ra chân rắc của nó này. Thì đây nó là cái chân rắc cắm nguồn cho tất cả các bác này. Đấy, mặt đằng sau này thì nó sẽ in thông số kỹ thuật cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, Furutech, các bác nhìn ra. Đó, cực kỳ là đẹp này. Đó, nó không có một cái vết chảy xước nào nha. Thì một bộ ổ nguồn đấy, Furutech ETP60 như này, nếu mà hãng người ta đang bán cho tất cả các bác, kể cả là trừ cái giá chiết khấu đi rồi, thì các bác mua nó cũng phải dao động cái tầm giá là 6 triệu đồng đấy, cho một bộ ổ nguồn như này đấy. Nhưng mà ngày hôm nay với một mức giá cực kỳ là tốt nha, cực kỳ là tốt đấy, cái bộ ổ nguồn Furutech ETP60 như này. Đấy, bác ấy đang nhờ bên em bán nội và bác một mức giá nó chỉ còn 3.500.000 một bộ như này thôi nha. 3.500.000 một bộ ổ nguồn Furutech ETP60. Đấy, còn bác nào lấy kèm cả dây nguồn như này, đấy thì giá của nó là 4.800.000. Đây các bác có thể đấy. Đấy, thì cái ổ nguồn này, đấy, khi các bác lấy về, đấy, cái dây này các bác có thể cắm vào đây. Còn cái đầu ra của nó đây. Đấy, còn cái đầu ra nó sẽ là cái đầu đực này. Thì các bác có thể cắm vào, một là các bác có thể cắm vào cái thiết bị âm thanh gia đình nhà mình này, hai nữa là các bác có thể cắm vào những con pin áp ly đấy, hoặc là các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện gia đình nhà các bác nha, để các bác có một cái bộ ổ điện ổ nguồn TP60 như thế này. Thì khi các bác sử dụng qua một bộ ổ nguồn cao cấp chất lượng thì cái dòng điện đầu vào của các bác bao giờ nó cũng sẽ ổn định hơn. Đấy, nó sẽ sạch hơn, các bác nghe cái chất âm bao giờ nó cũng sẽ cải thiện hơn và cái độ tĩnh cho tất cả các bác nha. Thì cái dòng dây nguồn Furutech như thế này, đấy, đây, cả một bộ và một dây như thế này, thì giá cho nó chỉ dao động là 4.800.000 cho tất cả các bác thôi. Giá cực kỳ là tốt nha. Đấy, dây này thì dài 1.5m. Đấy, bác là lấy được cả ổ và dây. Đấy, riêng này bây giờ các bác mua nó chỉ 4.800.000 vừa ổ vừa dây. Nhưng mà khi các bác mua của hãng về, đấy, các bác mua hàng mới về, đấy, thì với cái một cái mức giá là 6 triệu đồng thì nó chỉ có một bộ ổ nguồn như thế này thôi. Đấy, và kèm một sợi dây nguồn đi theo luôn, và cái dây nguồn đi theo của nó là một trong những sợi dây nguồn rất là bình dân thôi nha, nó không có được như những dòng dây nguồn cao cấp chất lượng như cái thằng Furutech như thế này. Thì bác nào quan tâm thì có thể alo cho em về cái bộ sản phẩm như thế này nhá. Đấy, cả chọn bộ là 4.800.000 cho tất cả các bác, cả ổ cả dây. Đấy, rồi kế đến thì đây em sẽ quay các bác về cái bộ đây, em để đây em quay các bác về cái bộ TP2000 này nha. Đấy, thì em vừa có cắm điện vào đây các bác nhìn này, thì em vừa có cắm điện vào đây các bác nhìn thấy chưa. Đấy, em cắm test cho các bác này, đây các bác nhìn thấy chưa. Đấy, mặt đằng trước này thì nó sẽ là mặt hiển thị thông số cho tất cả các bác nhỉ. Đấy, điện đang vào là điện 220V này các bác nhìn chưa. Đấy, nó chỉ dao động này khoảng 220V này. Đấy, các bác nhìn chưa. Đó, các bác nhìn chưa. À, tất cả mặt này là đều là mặt hiển thị thông số của nó này. À, các bác nhìn này, à, nút điều chỉnh này. À, các bác nhìn này, đó, à, đó, các bác nhìn ra, à, mặt này của nó là mặt điều chỉnh này. Cái nút này ở trên này, trên cái bảng mạch này thì nó sẽ có một nút điều chỉnh, các bác nhìn ra,
W này. Đấy, các bác nhìn này. Đó, các bác có thể điều chỉnh. Thực ra cái này thì nó cũng không quá là quan trọng đâu. À, các bác muốn điều chỉnh 3 lớp, cái này thì nó sẽ có 3 lớp này, các bác nhìn này. Đấy, thì các bác điều chỉnh vào cái lớp nào thì cũng được thôi. Đấy, nó là dòng ổ nguồn audio wireless TP2000. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó gồm power 1, power 2 này. À, các bác nhìn em sẽ bật lên cho các bác xem vào cái bao 2 nhá. Đấy, thì khi em bật cái bao 2 lên. Đây, khi em bật cái bao 2 lên thì hai cái đèn này nó sẽ sáng này, các bác nhìn này. Đó, bao 1 này, bao 2 khi bật lên. À, tất cả đều sáng nha. Thì cái dòng này thì bên trong nó đều có lọc nguồn, em đã quay cho các bác trong những video clip trước rồi. Và dòng này thì em sẽ có hai màu. Đây, các bác nhìn này. Đấy, thì em sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen. Thì đây em đang quay cho các bác là một bộ màu đen nha các bác. Đấy, thì nó sẽ gồm 10 ổ cắm như này. Các bác nhìn này. Đó, nó gồm 10 ổ cắm. À, các bác có thể cắm được rồi. Đấy. Các bác nhìn này, nó gồm 10 ổ cắm. Thực ra một cái dàn hệ thống âm thanh các bác không bao giờ cắm hết được 10 ổ cắm như này. Thì đa số là các bác có thể cắm là thường là các bác cắm tầm 4. Đấy, 4 ổ cắm là đã là quá là nhiều rồi. Đấy, cho một cái CD, một đồ omni. Đấy, các bác là đánh dàn mono block chẳng hạn, các bác đánh bao rè chẳng hạn thì các bác mới sử dụng đến 4 ổ nguồn như này nha. Còn mặt đằng sau như này đây. Đấy, thì cái này thì em đã cắm dây nguồn cho các bác xem này. Đấy, mặt đằng sau của nó thì đây là công tắc này. Đấy, công tắc bật mở của nó nha. Đấy, power 1, power 2 này. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, khi ví dụ như các bác cắm bên này, các bác cắm hết một dãy bên này thì nó sẽ là power 1. Đấy, thì các bác có thể bật đi. Đấy, cái power 2 này các bác không xài thì các bác có thể tắt đi này. Đấy, hoặc khi các bác có thể xài. Đấy, cả hai power thì các bác bật hết cả hai đi. Đấy, các bác cắm hai bên như này cho tất cả các bác nha. Đấy, cái này của nó là 15A. Đấy, cái này thực ra của nó này, khi mà điện trở nó quá tải 15A thì nó sẽ tự ngắt thôi. Nhưng mà thực tế thì một cái hệ thống âm thanh của nhà các bác thì không bao giờ các bác có thể xài hết được cái điện quá tải 15A đâu. Đấy, một bộ ổ nguồn audio wireless TP2000 như này đây. Đấy, như là. Đấy, thì giá bên em đang bán các bác mức giá là 2.450.000. Thì bên em đã bao gồm cái phí ship rồi. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, cực kỳ là chất lượng, gồm hai màu đen và trắng nha. Đấy, bác nào có thể lấy màu đen thì báo em. Bác lấy màu trắng thì em sẽ gửi màu trắng cho tất cả các bác. Rồi, kế đến thì em sẽ quay các bác đây. Đấy, đây chính là cái bộ lọc nguồn tem pin. Đấy, PA800, đây là một trong những dòng thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp rồi. À, các bác nhìn ra. Đấy, ổ nguồn tem pin PA800. Thì cái dòng ổ nguồn, cái dòng lọc nguồn tem pin PA800 như này. Đấy, nó là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Nhưng mà hiện tại thì cái dòng này, cái dòng này nha, hiện tại là nó đang sản xuất và đặt nhà máy tại Trung Quốc. Tức là nó sẽ sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó theo công nghệ và kỹ thuật của Pháp nha các bác, để xuất đi châu Âu. Những cái dòng này thì hiện tại bên em bán rất là nhiều rồi. Bởi vì khi các bác cắm và các bác sử dụng cái dòng tem pin PA800 như này, nó cải thiện cực kỳ là tốt là cái dòng điện đầu vào cũng như là cái chất lượng âm thanh mà nó mang lại cho tất cả các bác. Thì bây giờ em sẽ khui cho các bác xem cái nội thất bên trong của nó nha. Thì đây em vừa quay đây. Đấy, em vừa khui ra, em vừa tháo ốc ra đây. Đấy, em vừa tháo ốc vào cái chân đinh của nó. Thì nó sẽ gồm 4 cái chân đinh như này đây. Các bác nhìn này. Đó, nó sẽ gồm 4 cái chân đinh như thế này nha các bác. Các bác nhìn nào. Đó, 4 cái chân đinh của nó. Đây là em sẽ quay các bác xem về mặt đằng trước nha. Đấy, các bác nhìn này. Rồi, đó, tem pin PA800 Power này. Các bác nhìn ra. Đó, nó sẽ gồm 10 ổ cắm và được đánh dấu thứ tự từ 1 đến 5 như thế này cho tất cả các bác này. Các bác nhìn ra. Đó, đánh dấu thứ tự từ 1 đến 5 nha. Đó, còn cái dòng này. Đây, còn dòng này. Các bác nhìn chưa? À, cái filter của nó này. À, các bác nhìn này. À, cái thông số kỹ thuật này, dòng điện đầu vào của nó từ 100V đến 240V. Thì tức là cái dòng điện đầu vào của các bác cắm dòng điện đầu vào bao nhiêu thì điện trở của nó sẽ ra bấy nhiêu nha. Đấy, ví dụ như hai cái bộ này em đang cắm đây. Các bác nhìn chưa? Đây em đang cắm này. Đây, các bác nhìn đây. Đấy. Tức là em đang cắm của nó thì dòng này em đang cắm điện 220. Đây, thì nó sẽ nhảy lên 220 như này cho các bác xem này. Đấy, điện nó báo lên này. Điện nó sẽ báo lên 220 cho tất cả các bác. Đấy. Còn cái nội thất bên trong của nó thì đây em cho quay các bác xem này. Đây chính là nội thất bên trong của cái bộ nguồn tem pin PA800 nha. Đấy. Thì đây là một cái bảng mạch của nó. Đây. Thì đây nó sẽ là một cái bảng mạch. À, các em để ngang các bác xem được tất cả về cái này nha. Đây nó sẽ là gồm một bảng mạch phân tần của nó này. Đấy, nó sẽ gồm những con tụ cán, tụ lọc. Các bác nhìn ra.
đấy, những con cầu chì của nó. Đó, các bác nhìn này. Này, tụ hai con tụ hai bên này. Đó. Các bác nhìn chưa? Đấy, hai con tụ hai bên này. Đấy, tụ cản tụ lọc đầy đủ cho tất cả bác. Một cái hệ thống âm thanh mà nó mà khi các bác cái nhìn này. Hãng người ta sản xuất ra các bác nhìn này, tất cả đều là những cái hàng gần như là chất lượng, bởi vì cái này con tụ nó sử dụng là những con tụ của Đức nha các bác. Cực kỳ là chất lượng. Đấy. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Này nó làm rất là chi tiết, rất là cẩn thận này. À, các bác nhìn này. Đầu của nó bấm cốt, tất cả 100% đều bấm cốt này các bác nhìn này. Bấm cốt và được khò những lớp co nhiệt ở đây để cách nhiệt với các bác nha. Đó. À, chân rắc của nó 100% này. Đấy, chân rắc của nó sẽ gồm 4 ổ cắm. Thì dòng này thì nó đều được mạ những lớp vàng công nghiệp và dây dẫn của nó là lõi 4.0 ly nha. Các bác nhìn này. Đấy, dây dẫn là 4.0 ly cho tất cả các bác, cực kỳ là. À, các bác nhìn này. Tất cả đều sử dụng. Đấy, còn đây là cái mặt đằng sau của nó. Thì đây là mặt đằng sau, thì cái này thực ra nó cũng không có gì đâu. Cái này nó là sẽ là cái chỗ cắm dây nguồn cho tất cả các bác này. Đấy, cái này của nó là công tắc bật mở này, các bác nhìn chưa? Đấy, điện vào của nó là báo này, AC từ 100 đến 240V này. Đó. Các bác nhìn chưa? Đấy, đây là cái nội thất bên trong của một bộ ổ lọc nguồn tem pin PA800 hàng cao cấp cho tất cả các bác, rất là chất lượng nha. Bộ này thì hiện tại là bên em đang bán các bác mức giá cũng rất là tốt thôi, bởi vì hôm nay em về ấy, cái bộ này thì giá hôm nay nó chỉ còn 4.600.000 cho tất cả các bác nha. Đấy, một bộ lọc nguồn tem pin PA800 như này giá chỉ còn 4.600.000 thôi. À, các bác nhìn nè. Đấy, em cắm điện vào cho các bác xem này. Đấy, tất cả điện vào của nó thì nó đều có hiển thị này, các bác nhìn ra đèn màu xanh rất là đẹp nha. Dòng này em về được cả màu trắng và đen, thì khi các bác là lấy bác là thích màu trắng thì báo em, thích màu đen thì báo em nha. Bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Đấy, hiện tại thì cái dòng này em bán cực kỳ là chạy. Đấy, giá là 4.600.000 một bộ lọc nguồn tem pin PA800. Đó. Rồi, thì ngày hôm nay thì bên em cũng giới thiệu chi tiết cho tất cả các bác về ba cái mẫu lọc nguồn và ổ nguồn bên Huy Cường Audio đang có. Thì bác nào đang có nhu cầu, đấy, các bác có thể alo cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác. Rồi, sau cùng thì em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp nha.